Đây là sau khi mà lắp xong rồi nhá, không thừa thiếu ốc gì. Và các bạn ok rồi, bây giờ mình sẽ mở máy lên này. Mình cho rất nhiều quần áo, hôm nay cho gần như đầy này. Đây. Đầy hết lên trên phía trên này, này. Đấy. Nhờ cái đợt mà mình máy mới về ấy, thì mình giặt như này nó khô hết. Nó khô không vấn đề gì. Thế tuy nhiên là sau 1 năm sử dụng ấy, là bắt đầu là nó có hiện tượng là bắt đầu nó không khô. Thế thì mình nó tiến hành nuôi, hôm nay mình vệ sinh. Thì sau khi vệ sinh, ui vẫn còn nhiều cái bụi. Cái bụi này là khi mà nó làm nó khô nó lại bay lên trên cái filter kia. Khả năng nào mình phải vệ sinh thêm cả cái phần ở cái riêng lồng giặt này nữa này. Đây. Rất nhiều cái bụi vải nó ra này. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho giặt nhé, xong là để xem là hiệu quả nó sẽ như nào. Đấy. Đây, bụi này, khiếp không? Chứ ở trong này còn rất nhiều bụi. Đây. Ở riêng cái gioăng này. Riêng gioăng rất nhiều bụi các bạn. Hôm nào mình sẽ vệ sinh thêm ở phía trong này. Hôm nay thì mình chỉ vệ sinh đầu cái khối điều hòa thôi. Rồi. Chọn chế độ giặt sấy này. Rồi. Bây giờ là khởi động. Cho đầy nhá. Bây giờ bắt đầu cho bột giặt. Mà sáng gần sáng mai mình sẽ nên đánh giá xem là kết quả nó như nào. Cho bột giặt vào này. Nước giặt ok. Nước xả của mình cho vào thì vẫn còn nhé. Đây, thôi, không cho nữa. Đấy, nó báo là cả giặt cả sấy là 3 giờ 33 phút. Rồi, bây giờ nó sẽ cấm nước để giặt. Vệ sinh cái này thì thực ra cũng không khó các bạn. Mình hoàn toàn có thể tự làm nhé. Và mình chủ động, chứ còn nếu mà các bạn mà cứ chạy lâu mà không vệ sinh ấy, thì đương nhiên là nó sẽ không sạch được đâu. Mình khẳng định luôn đấy. Và giặt nó sẽ không khô. Đấy, ít nhất là cái khối block này mình hoàn toàn có thể là mình tự xử lý được. Không vấn đề gì đây. Có cái là mình lắp nó không quen ấy, thì nó sẽ mất thời gian hơn một ít so với thợ. Này cái giặt của nó rất hay nhé, giặt thì êm là cái việc đầu tiên. Sau đấy là trong quá trình giặt đấy, nó có cái hệ thống bơm tuần hoàn, cho nên là cái bột giặt đấy hoặc là nước giặt đấy nó rất rất đều, tức là nó sẽ bơm từ đáy lên, xong là nó bơm lên cái phía trên cao nó đổ xuống. Để tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái hệ thống bơm tuần hoàn đó. Bắt đầu cái hệ thống nước bơm tuần hoàn nó bắt đầu bơm. Chính vì nó bơm như này nên là cái lượng nước nó không cần nhiều đâu nhá. Tí nữa sẽ đây là bơm đằng sau này, tí nữa sẽ bơm đằng trước ở cái phía phía góc này. Đây, tí nữa các bạn sẽ thấy là nó sẽ bơm nước ở phía này. Hôm nay hơi tối. Bắt đầu đủ nước rồi này. Bạn sẽ thấy bắt đầu nó bơm rồi đấy. Nước nó bơm vào cái phần ria này. Đấy, bọt này. Đấy, nước nó bơm ấy. Nên là nó bơm vào cái xà phòng, nó lúc nào nó ở quần áo là nó cũng có cái xà phòng lên. Thế nên nó rất sạch. Đều. Ok, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì cho mình xin một like và subscribe kênh nhé. Các bạn cứ mạnh dạn làm đi, không vấn đề đâu. Nếu mà cái khối sấy của cái điều hòa ấy, nó không báo lỗi, như mình thì nó không báo lỗi nhé, nó chỉ cứ nhấp nháy thế nhưng nó không chạy. Đấy thì mình chủ động mình tháo ra mình vệ sinh như vậy. Chúc bạn thành công. Nếu các bạn thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và cho mình xin một like nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.